Hôm nay anh em lại lên rừng có món nhậu nướng này. Nhậu. Hôm nay đi hai cùng hai anh người Hà Nội nhá, anh ở dưới Hà Nội xem video mình thích quá là lên lên đây là rủ đi núi cho hôm nay đi cảm giác điểm bổ nhậu. Đây trải nghiệm nhộng ấy. Đây nhộng ấy. Khách Hà Nội đó mà nướng vẫn còn hơi vụng về thì chưa chín ăn. Thôi cắt cơn cắt cơn. Cảm giác lên đồng rừng này phê không anh? Quá phê. Ở Hà Nội lấy đâu ra được cái cảnh này đúng không? Không có đâu. Đâu rồi, đây. Ông anh mang rượu từ Hà Nội lên, không biết là cái rượu gì. Bà chó. Cái này mà uống vào không biết là thế nào. Mình uống rượu dân tộc nó quen rồi. Hôm nay uống rượu Hà Nội rồi. Không biết nó có say không ạ. Cái bình này là 1 lít không? 1 lít. Anh có cả logo, cái búa với cái liềm này đây. Bông lúa Việt Nam đây. Hàng này hàng Việt Nam đấy. Rượu từ năm 45 rồi đấy. Rượu hạ thủy đấy. CCCP. Có phải bạt ớt ở phía nào ạ? Đây quay cái hộp đi, quay cái hộp thành quả của anh em mình bổ từ sáng này. Đây. Buổi sáng anh em mình bổ được 2 cân. 5 cân chứ. 5 cân chứ. Rồi, cắt cơn thử con trước nha. Chanh dầu, ui chết chết, con chanh dầu. Phê không anh? Không tả được đâu. Quá, đúng không, phê. Quá ngon rồi. Đấy. Có được mang này không nhỉ? Mang chén đi không nhỉ? Chén ấy. Lên lên đồng rừng là ăn uống nó như thế này này anh. Đúng là cái gì? Tức là lên núi rừng này. Ăn uống ở trên đỉnh núi muỗi rất nhiều. Lấy cái gì để uống được? Bú à? Đấy. Bú à? Cắt cái chai nhá. Tí cái chai, tí còn để đựng nhộng. Con này con dao gần cũng được rồi. Đằng sau quần đó. Anh gửi em đấy để chú anh. Cuối lần này thôi mà tí nữa mình lắp lại để bắt nhộng được không? Chắc thì tí nữa mình đầy cái bình kia. hết cái đầy bình này. À cái này tính là đựng nước nhưng cái đấy không để được, còn để kịp á, đổ xuống là mút hết luôn. Đây thôi nạp trước đi. Chuyển đấy nhá, thử thử rượu Hà Nội ra là trước. Có ngon không? Cho nó nóng nóng này. Thơm không? Ừ, thơm lắm. Thơm lắm rượu này, rượu ngâm rồi. Ngâm à? Hàng này ngâm, thấy tanh tanh. Đi bì về không?